Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Lược sử giáo xứ Nam Hưng, vị trí địa lý, giáo xứ Nam Hưng nằm trên địa bàn xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Lịch sử hình thành, Nam Hưng cùng giải đất với Bách Tính. Cuối thế kỷ 16, dân từ các xã lân cận tới Nam Hưng khai khẩn lập ấp, trong đó có nhiều người Công giáo. Khoảng năm 1780, khi giáo hữu ngày một thêm đông, được sự giúp đỡ của các nhà thừa sai, giáo hữu cùng nhau đóng góp công và của làm nhà thờ và giáo họ Nam Hưng được thành lập, thuộc giáo xứ Bách Tính. Năm 1935, Đức cha Muna Gori trung xét nhu cầu mục vụ và lợi ích cho số giáo hữu. Ngài lấy ba họ, Nam Hưng, Duyên Hưng, năm 1892, và Thượng Trang, năm 1897, để thành lập giáo xứ Nam Hưng. Sau này sát nhập thêm giáo họ Phục Nông, năm 1887, từ khi thành lập, giáo xứ có 774 giáo hữu, thống kê năm 2014 giáo xứ có 1022 nhân danh. Giáo xứ nhận thánh Du Xe Công Nhân làm quan thầy, Nam Hưng là nguyên quán của 10 vị tôi tớ Chúa, hồ sơ án tích đang được giáo phận và bộ phong thánh lưu giữ. Quý cha phục vụ giáo xứ, khi còn là giáo họ, Nam Hưng thường xuyên được các cha dòng Tên và dòng Đa Minh coi sóc. Khi thành giáo xứ có cha Tràng Thái, cha Thập, cha Quang, cha Ti, cha Đa Minh Chất, cha Hùng, cha Đạt, cha Augustino Liêm, cha Mai Ngọc Liễn, cha Đa Minh Đốc, cha Đa Minh Hạnh, cha Do An Hinh, cha Phê Rô Khải, cha Đa Minh Vị, cha Du Xe Dụ, năm 1940, cha Đa Minh Thủ, năm 1945, cha Đa Minh Đinh Cao Đàm, năm 1948, cha Thuy, cha Đa Minh Nghi, cha Đa Minh Thừa, cha Phê Rô Phạm Văn Cử, năm 1961, cha Du Xe Lê Ngọc Hoàng, năm 1989, cha Do An Kim Nguyễn Văn Tường, năm 2006, cha Du Xe Vũ Duy Hưng, từ năm 2007 cho đến nay. Cơ cấu giáo xứ và các công trình tiêu biểu, năm 1780, các giáo hữu đã cùng nhau góp công của dựng nên ngôi nhà nguyện nhỏ để có chỗ sinh hoạt và phụng tự. Năm 1901, giáo xứ xây dựng ngôi thánh đường rộng lớn với diện tích, chiều dài 42m, chiều rộng 16m, chiều cao 18m. Năm 2008, thánh đường được tu sửa đẹp đẽ như ngày nay, ngoài thánh đường còn có Đại Đức Mẹ Mân Côi giữa hồ, nhà giáo lý, tượng đài các thánh tử đạo, nhà trung tâm mục vụ. Đời sống đạo của giáo xứ không ngừng được củng cố, thăng tiến và đi vào nề nếp là nhờ sự hy sinh, phục vụ, coi sóc của quý cha, sự cộng tác đắc lực của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn hội, gia trưởng, con đức mẹ, hội kèn đồng, hội trống, hội trắc, bác ái, thiếu nhi thánh thể, giáo lý viên, huynh đoàn giáo dân Đa Minh và nhiều đoàn hội khác.